cái người mà có tài mà thiếu đức à, có ảnh hưởng gì tới bản thân cũng như xã hội không? Hoặc là mình nói ngược lại là cái người có đức mà lại không có tài à, rồi nó cũng có ảnh hưởng gì nhiều người cho xã hội à, cũng như bản thân. Dạ. Nói vậy thì chú cũng như mình có tài mà thiếu đức. Dạ. Thì nó có ảnh hưởng tới cái tài của mình không? Rồi mình có đức mà lại thiếu tài thì không biết nó có ảnh hưởng tới cái đức không. Cái chuyện này nó có chứ. Cái nếu mình có đó thì trong hai mà nếu mất một thì mình thấy đó, giờ cái việc gì nó nói tới hoàn hảo thì nó phải đầy đủ. Dạ. Còn nó khi nó đã có cái khuyết cái trống rồi thì nó chưa có hoàn hảo. Dạ. Vậy thì bây giờ nó có hại ở chỗ nào, nó không ảnh hưởng tới cái chỗ nào? Thì ví dụ như bây giờ mình nói về đưa một hai cái đề tài, người có tài mà không có đức. Yeah. Thì bây giờ mình nói tới cái đức là cái gì? Những người có cái đức là họ hay phát sinh từ những cái vấn đề tương thân tương ái, từ những cái vấn đề tình thương. À, đem những cái tấm lòng, có những cái tấm lòng tình thương, những cái tấm lòng mình tương thân tương ái, rồi biết chăm sóc lo lắng cho người khác, biết quan tâm cho người khác. Yeah. Thì cái đó là người có đức. Cái đức nó là như vậy. Nhưng mình bây giờ mình có tài rồi mà mình thiếu những cái nói đó, mình thiếu cái đức đó, thì cái tài này nó trở thành cái tài bạo ngược. Thì tài không có đức là tài bạo ngược à. À, cái tài này là cái tài bạo ngược, rồi cái tài sắc sược, rồi cái tài hại người khác. Yeah. À, cái tài ta đây, đó là cái tài tự phụ, cái tài kiêu căng, cái tài phách lấu, cái tài nguy hiểm. Mà nếu mình đã có một cái bản chất như vậy rồi, mà mình có tài nhiều chừng nào, giỏi chừng nào, thì nguy hiểm hơn chừng nào. Vậy thì bây giờ mình nói nó hơi kỳ. Bây giờ những người mà cố tình chế ra những cái cây súng có những cái viên đạn mà bắn một loạt mà chết 40-50 người. Yeah. Thì chú thấy họ chế cái đó để làm cái gì? Là để cố tình bắn cho chết 40-50 người. Nhưng mà người này thì lại có tài dữ. Mấy ông kia chế có một bắn cả chết người. À, còn ông này thì ông bị ông này là vậy là bình thường, còn ông này thì nó chế một cái chết 40 người thì mình thấy giờ giống như là hạt nhân tử gì. Thì chú thấy người ta ca ngợi ông này là có tài thì đúng là có cái tài, nhưng mà cái tài đó thì bây giờ chú thấy mà tới bắn một cái chết 40-50 người thì bây giờ người ta sẽ nói cái tài đó nó nằm vào chỗ nào? Người ta nói thừa ác quá. Yeah. Thấy chưa, thành ra nguy hiểm. Vậy bây giờ mình nói lại cái vấn đề đó. Bây giờ người có đức rồi lại không có tài. Yeah. Thì bây giờ có đức là nó không có tài. Có cái tài nó nhiều cái tài lắm. Tài có khi mình tài về văn học, rồi tài về thiết kế. Yeah. Tài hai tôi nói là cái tài thiết kế, rồi có tài về văn học. Mà ví dụ mình tài về văn học rồi mình giỏi về cái triết lý, mình giỏi về cái nền văn hóa đó, nhưng mà mình thiếu đức. Mình thiếu đức để làm cái gì? Thì mình lấy cái tài này để mình có khi đem cái sự hiểu biết thông minh mình để gạt người khác. Yeah. Bởi vì mình lập lẫn giỏi mà. Tài cao giỏi rồi mình lợi dụng người khác, những cái sự người ta thiếu hiểu đó để mình gạt người ta. Thành ra cái việc đó giờ thiếu gì người mà đem những cái việc mà nói chuyện lưu lót này nọ kia đủ thứ chuyện để gạt mình. Đó là cái tài gọi là cái tài thiếu đức. Yeah. Đó, văn thiếu đức, rồi cái nghề thiếu đức nãy về nói, cái công cụ nãy như tôi nói. Rồi mình nói bây giờ nói tới cái đức thiếu tài. Giờ mình có cái đức rồi, mình biết thương người, biết giúp đỡ người. Mà nhưng mà bây giờ cái tình thương của mình, tình thương xuống. Mình thấy người đó giờ nghèo quá, tội nghiệp quá, mình không biết sao mình giúp. Thấy chưa? Bởi vì mình nghèo, thấy người ta đói quá, đâu có tiền đâu mà giúp.
Đó, rồi bây giờ ví dụ rồi mình thấy mình có cái đức, rồi mình thấy cái người đó họ bị quấn quan uổng. À, rồi mình đứng là mình muốn can thì mình thấy mình yếu quá, rồi mình không có sao mà can được. Thấy chưa? Mình đâu có đủ cái tài biện hộ cũng không biện hộ được. Rồi bây giờ mình thương cái miệng không à? À, thương xót cái miệng mà không biết sao binh được nữa. Thành ra mình thiếu cái tài. Cái tài là nó nhiều cái việc, tài là mình nói tới cái tài là nó có cái sự quyền uy trong đó cũng có tài. Rồi có những người mạnh khỏe, có nghề võ cao cũng là có tài. Nói chung là có cái tài thì trở yếu, mà tài trở yếu. Bây giờ mình có cái đức không mà mình không có cái sự tài năng vậy? Rồi mình không có cái thao lược tài năng đủ cái chuyện. Khi gặp việc rồi mình chỉ ngầu đó, tội nghiệp không? Chỉ có cái miệng tội nghiệp không à? Thế giới thành ra nghĩa là cái đức của mình, cái đức này xài cũng không có được. Bị đâu có ai thấy mình làm gì đâu. Đó thì giống như bây giờ có những người ta hay bình luận, ta nói chơi, ôi ông nói nghe hay mà gặp chuyện không làm. Kinh sách thì ông nói thao thao bất tuyệt. À, ông lượm lập luận rất là giỏi, đó là cái tài đó. Nhưng mà có một việc tới việc làm nữa, không thấy ông làm. Thấy không? Đó là thành ra nghĩa là chú thấy cái đó là cái hại hay cái lợi. Đó rồi thấy đó là những người đó, thấy không? Có đó, nói có tài thiếu đức. Rồi bây giờ nói tới cái vụ mình có đức mà thiếu tài. Thiếu cái tài là bây giờ mình muốn đem cái đức mình ra để mình nói này nói nọ nói kia. Mình nghĩ là mình có đức mà, mình đem cái sự hiểu biết này nọ, mình đem cái đạo đức ra mình nói không, mình nói đủ cái chuyện đó, rồi nó giúp người này giúp người kia. Nhưng mà cuối cùng rồi mình nói cái miệng là đụng chuyện mình không có làm. Đó thành ra người ta nói cái đức của mình nói suông. Cái đức nói suông, thành ra cái đức xài cũng được. Thấy không? Mà nó bây giờ nói chuyện mà tài với đức phải có đi đôi. Hai cái sức cái tài là không được. Đức thiếu tài là đức di quân tử, tài thiếu đức. Thấy không? Tài thiếu đức là tài sẽ tiểu nhân. Người ta nói vậy. Nó mình là nếu mà mình có đức mà có tài là gọi là di quân tử. Tài đức có thì mà trong hai cái thiếu một là xài không được. Thì mình nói tới hai cái vụ đó rồi bây giờ bởi nhiều cái việc mình nói hơ đụng chạm bên mấy cái ông mà ở đời thế gian rồi. Có nhiều người nói như nãy tôi nói vậy đó. À, nói này nói nọ nói kia nhưng mà đụng chuyện không thấy không làm. Nên nhiều người ta nói ổng nói nghe hay chứ thấy không có làm cái gì đâu. Đó rồi nhiều người cái chuyện ông này nè, ông giàu quá, ông đem từ thiện này nọ kia để làm cái gì đặng phe. Ông phe cho người ta mình có đức có hạnh, nhưng mà thật ra là ông lợi dụng cái sự đó phe khoang để ông kinh doanh bất chánh. Có những người người ta lên từ thiện người ta nói bình luận vậy đó. Người ta nói có những người mà có khi mình làm những cái việc vậy cũng nguy hiểm, điểu thứ chuyện người ta bàn tán. Cái xã hội mà bây giờ chú biết không? Cái xã hội mình công nghệ văn minh bây giờ mà lơ mơ là chết. Đó lơ mơ nó lên mạng nói chứ thành ra cái việc mà mình nói phải làm mới được. Nếu mà bây giờ chú nói về cái việc đức thì chú phải làm cái đức cho người ta thấy. Thấy không? Rồi bây giờ mình nói mình có tài mình chứng minh cho người ta thấy mình có tài. Đó rồi bây giờ nói vậy thành ra cái việc. Chú thấy bởi thành ra đâu phải những người chế bông nguyên tử, những người có hạt nhân. Thì về vấn đề bên chiến lược quân sự thì người ta khen là những người có tài. Nhưng mà đối với người dân mình mà nói tới chiến tranh mà ông nào cũng sợ trời. Thấy chưa? Ai mà không thích hòa bình, ai phá chiến tranh. Đó, nhưng mà vì cái chuyện mà bất đắc dĩ sao mình không hiểu là họ nghiên cứu và chế thứ này thứ nọ thứ kia chứ đấu với mình nghe thứ có sợ. Sợ rồi người dân mình nghe chỗ đó sợ đó thì chú thấy thì, nhưng mà ta lại khen cái ngổ vậy đó, nhưng mà mình lại sợ. Nhưng mà cái khen thì cũng ít thôi, cái sợ thì nhiều. À đó, thành ra là thành ra cái tài mà nó thiếu đức là nguy hiểm. Rồi đức thiếu tài cũng xài cũng không được. Cái đức mà thiếu tài thì mình đâu có làm cái gì đâu, mở miệng rồi nói nghe hay không, mà nói gì cái gì cũng nghe tốt. Đó, nó làm cái gì cũng ấy nhưng mà không có tài. Không có tài, đụng chuyện là không có làm được chuyện gì. Nói cái chữ tài với chữ tài là một vần. Ờ, cái chữ tài với chữ tài một dần đó là chú biết tại sao người ta nói câu chữ tài với tài dần không? Dạ. Là bị những người tài, chữ tài quá rồi mình ý tài ý thế đó. Đó, rồi vậy đó, rồi mới sanh quả, rồi là nhân quả. Đó, rồi có những người ta nói luận sai vấn đề tài là tiền.
ông này là giàu quá là tiền tài nè, đủ thứ chuyện rồi, bắt đầu mình giàu quá nè, thằng đó mới có vụ ăn trộm cốt tới cắt cổ ổng đó, mình nghe nói vậy đó. Thành ra đó với tay như tay dần nó giàu quá vậy, thành ăn cốt trộm lửa mấy nhà giàu không có đâu lửa nhà nghèo vô chiến đó cũng khổ chuyện đó. Rồi bây giờ mình tài quá rồi, bây giờ mình cứ lên võ đài đó mình đăng quánh bữa này quánh bữa kia là quánh 10 lần nó tới lần thứ 11 thua không rồi cũng chết đó. Rồi bây giờ mình nói tới cái vấn đề mà nãy mình nói đó. Bây giờ cái ông này ông làm cái mũi xương có 3 tấc, cái ông này cũng bực mình mà 6 tấc, thử ai ngon ai. Rồi ông này 6 tấc, ông kia về em thấy vậy thôi, bây giờ tao mần 1 thước 2, ông kia bực mình vậy tao mần 2 thước 4 đó. Bởi thành ra có những cái mình nói tới cái chuyện này chỉ nhớ tới trong đạo, người ta nói đạo cao mà nhất xích ma sẽ cao nhất trộn. Cái vậy đó. Và thành ra mình cái người mà cái người thiệt thà là mình chỉ có một cái điểm nhỏ của ngón tay, còn cái người khôn ngoan mà mánh khóe lanh lợi mà để mà cố tình mà để được mình hại người khác đó, mà nói cái tài siêu thiếu đức đó mà, thì người ta ví giống như cái kiểu nãy tôi nói vậy đó. Ma cao mình đạo cao nhất thiết ma cao nhất trưởng vậy đó. Đạo mình cao có một chút xíu ma nó lên tới đầu thượng đó. Thành ra vậy là những người có tài thiếu đức là như vậy, ý nó vậy. Thành ra cái đức của mình nó nhỏ xíu, mà những người có tài là cái đầu óc họ lúc nào họ cũng muốn được mình hại người khác, là thiếu đức là cái chỗ đó. Còn những người mà có đức mà thiếu tài, mình có đức mà thiếu tài thì cũng không có làm nên tích sự gì được. Đó, cái đức mà nó miễn xuông không ai tránh nhiễm được. Thành ra có cái việc đời của mình nói cũng không hết chứ mà. Cái đức rồi nhiều cái việc, có nhiều ông hiền luôn đó. Mà đụng chuyện rồi ăn nói nó không có thứ tự, văn từ hiếu nghĩa gì đó. Đụng chuyện mà cái việc nói không có rành mạch, người ta gọi là mình thiếu tài biện luận đó, thiếu tài biện luận đó. Nói hiền thì có hiền, đức thì biết thương, nhưng mà tới đụng chuyện biện luận cũng được. Đó rồi cũng bị rồi như vậy là mình biện luận không được mà mình cũng thất bại rồi. Mình nói mà ở đất nước mà toàn mà có đức không thì cũng đâu không có được. Tại vì bây giờ nói thì ở trong cái tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào mở ra thì cũng phiến đạo cho con người ta ăn hiền ở lành. Nhưng mà thật ra thì mình phải nhìn tới cái sự sinh tồn của con người trong cái lực tạo hóa. Nó đã có từ thời xa xưa rồi, trước cái tôn giáo đạo giáo. Cái xã hội, tại sao phải nói tới xã hội? Vì trong cái xã hội là nó không có bình đẳng, nó không có một chiều. Thì mình nói về cái lực tôn giáo, cái lực tôn giáo và cái lực sanh hóa hai cái khác nhau. Người ta nói về lực sinh tồn sanh hóa là nó không đồng hóa. Trong cái lực sanh hóa nó không đồng hóa. À, nó phải có người dốt, nó phải sinh ra, nó phải có người thượng kẻ hạ, nó phải có người đen kẻ trắng, nó phải có người xấu kẻ tốt. Vậy mình nói cái hình tướng mà. Có thậm chí còn nói có những người nó lành lặn rồi nữa, có những người tật nguyền mới sinh ra cũng đã bị. Rồi khi lớn lên rồi thì lại có những người nghèo giàu, rồi có những người giỏi dở, rồi có những người tốt xấu, đủ thứ chuyện. Nên nghĩa là người ta gọi là cái đó là cái gì? Trở thành lâu ngày nó trở thành gọi là cái tập tục trong một cái xã hội. Cái xã hội là nó có nhiều cái sự biến, nhiều cái sự biến đổi, nghĩa là nhiều cái việc không đồng nhất với nhau. Không nên gọi là cái xã hội. Chứ nếu mà có một cái quan điểm đồng nhất hết thì ai gọi xã hội là cái gì? Thấy không? Nếu mà cái tủ thì cái tủ thôi, mất gì phải kêu xiêm cái giường chứ. Không, nó vậy. Thành ra nghĩa là trong cái xã hội thì nó phải vậy. Cái việc sinh quá cũng nó không đồng quá. Thì cái xã hội nó cũng y vậy. Nó không có bao giờ có một màu, nó phải có muôn màu. Bởi người ta nói bá nhân bá bụng, ở từ đâu có những câu đó, trăm người trăm ý. Thành ra cái xã hội thì nó là như vậy rồi. Nên nếu mình muốn sống đa dạng màu thì mình muốn rạn đục lóng trong để mình tìm hiểu cho mình có một cái nền tảng. Thì cái việc này hồi đó thì giờ mình thấy cũng hiếm có. Chỉ ở có thì có, cũng ở một góc độ nào vậy thôi.
Thì mình thấy hồi xưa tới giờ mình nhìn kỹ, tại sao rồi phải có đạo này, rồi phải có cái đạo kia, rồi không hiểu. Thì mình thấy có một việc nó như vậy thôi. Ở Việt Nam mình bây giờ mình gõ cái Google lên văn minh rồi mình biết. Ở Việt Nam mình bây giờ coi như mình có cái 16 cái tôn giáo của pháp nhân. Vậy thì bây giờ 16 cái tôn giáo này nó giống như cái xã hội rồi. Mỗi một cái tôn giáo đạo giáo nó có một cái triết lý và nó có một cái tinh hoa của nó, hình như không phù hợp với nhau, không ai giống ai. Và về những cái chuyện mà hành đạo cho tới cái việc ăn mặc có khi nó cũng khác. Thì mình thấy rõ ràng một cái việc tu hành, một cái việc đạo đức thôi, mà nó còn có những cái khuôn khổ, nó còn có những cái tập tục, từ vấn đề hành đạo cho tới ăn mặc nó cũng khác nhau. Thì mình nói chi tới một cái vấn đề mà sâu xa, để mình nói sâu xa là nói thế nào gọi là sâu xa. Thì để tu rồi, để mình thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành thần, cái việc đó mình thấy ao ước cái đó, ai cũng phải ao ước thì cũng đúng thôi, ao ước thôi, chứ còn thành. Rồi mình nói mình theo cái này thì mình nói cái này nó hoàn hảo, cái này là đúng, mình nói tu như vậy là đúng, tu kia là đúng. Nhưng mà nếu trong 16 cái tôn giáo đạo giáo này, nếu mình có đúng thì nó ở đúng ở trong một cái khuôn khổ trong cái tôn giáo đạo giáo mình thôi, chứ chưa phù hợp trong cái 15 cái tôn giáo đạo giáo kia. Còn nếu mà nó đồng thể, nhất thống, chỉ có một cái tôn giáo đạo giáo, thì mình có thể nói một cái chủ trương này là nó hoàn hảo, chủ trương này nó đúng. Mà hiện thời bây giờ Việt Nam mình tới 16 cái tôn giáo có pháp nhân, mà đang có 4 cái tôn giáo lớn. Mình thấy cái này cũng khó nói. Nói tới tôn giáo hơi đụng chạm người ta, bỏ vụ nó qua một bên. Chứ mình nói tới vấn đề tài với đức. Vậy thì bây giờ làm một con người mình sống trong cái xã hội thôi, không có nói tới tôn giáo đâu. Mình cảm thấy giờ cái đức của mình tới đâu? Suy nghĩ đi. Mình đem cái đức mình để rồi mình giúp được tới đâu? Mình giúp được trong cái làng này, chưa chắc mình giúp qua cái làng kia. Thấy chưa? Vậy thì cái đức mình nó cũng thiếu. Đó. Ở Việt Nam mình bây giờ biết bao nhiêu là 63 cái tỉnh thành. Nếu mình giúp được ở Tiền Giang, rồi mình chưa giúp ở Long An, vậy thì cái đức của mình nó cũng chưa có đi tới đâu. Nó chỉ được có ở một cái tỉnh vậy thôi. Nó còn lại 62 cái tỉnh. Thì bây giờ mình nói tới cái tài. Vậy thì bây giờ cái tài của mình, để mình chứng minh cho người ta thấy rằng cái tài của mình hoàn hảo chưa, cái tài của mình có siêu việt chưa. Giờ nói thậm chí bây giờ những người bác học mà bay lên tới cung trăng rồi, mà lên tới bây giờ sao quả sao kim rồi, nhưng mà những người đó bây giờ họ cũng còn đang nghiên cứu để họ tiếp tục cuộc hành trình nữa, chưa phải tới đó mà dừng. Thấy chưa? Vậy thì cái tài của những người đó khi họ lên tới đó rồi thì họ cho họ là siêu đẳng cấp rồi. Nhưng mà họ lên tới rồi, bây giờ họ mới chưa lên thì họ cho rằng họ sẽ quyết tìm lên là họ sẽ vượt bậc, là cái tài này họ sẽ tìm cho được. Nhưng mà họ lên tới rồi, bây giờ họ mới thấy cái tài của họ chưa đủ thì sao đâu. Đó, thành ra mình nói tới vấn đề cũng như Đức Khổng Tử vậy. Ông Tử cho mình có tài, học vấn cao, uyên bác. Nhưng mà cuối cùng rồi cái ông bị ông thần đồng hạn thác và dấn cho ông một cái đứa trẻ mới 8-9 tuổi gì. Hỏi cái chuyện trước mắt bao nhiêu cộng lông nheo gì đó, bao nhiêu gì đó, cái chuyện trước mắt không, cái rộn trả lời không được. Thì sau khi rồi mình thấy những người, người ta thường người ta nói gì nè, có những người người ta hay tâm sự với tôi, họ nói nhiều khi mình cảm thấy mình tài giỏi quá rồi anh hai, rồi làm như mình bị hơi cô độc. Thì đúng vậy. Nếu một khi những người mà mình tài quá thì những người đó họ hay cô độc.
cô độc. Bởi vì cái tài đó họ nhìn trong cái thiên hạ này không có tri kỷ, không có bạn bè để chia sẻ, nên cuối cùng rồi đem cái tài đó để họ ngồi đó. Họ ngồi đó, uống nước trà nhâm nhi, rồi theo ngày tháng để rồi chết đi. Đó là cái tài như vậy. Còn cái tài bình thường thì cái tài hay chia sẻ. Vì tại sao mình nói cái tài bình thường là cái tài hay chia sẻ? Bởi vì thường khi mình học bình thường rồi thì mình hay sợ mình thiếu sót, nên mình hay chia sẻ việc này, chia sẻ việc kia để mình đóng góp, mình nói lên để coi có người ta bình luận chia sẻ. Giống như tôi nói nè, là bị vậy đó, mình suy nghĩ mà cuối cùng có nhiều khi tôi hay nói là tôi nói chơi, nói vậy đừng nói, chia sẻ nữa. Mình nói vậy nhưng mà cũng vẫn bị, cũng vẫn bị. May là tôi chưa có hô hào là tôi này nọ nọ kia, nhưng mà cũng vẫn bị. Đó thành ra nghĩa là cái sự thiếu sót của con người, cái sự chưa đầy đủ, thì họ thích được người ta tâng bốc, họ thích được người ta khen thưởng. Đó thì những người vậy nên nó, mỗi lần lên mạng họ tập trung mà. Tập trung kinh điển rồi tập trung chương trình, họ nói sao cho đủ cái chuyện nói để cho nó có phù hợp việc này để người ta nghe, phù hợp việc kia để người ta hiểu, để cho cái việc là mình nói là đúng. Đó, rút kinh nghiệm. Nhưng mà cuối cùng rồi trong cái clip trời ơi, phê bình vô đủ thứ chuyện chèm nhèm ở trong đó, phải không? Nó tới lúc đó bởi bây giờ. Nhưng mà cái người ta có ý thức thì người ta thấy rằng cái việc của mình nói, cái tài của mình nó không có đúng rồi, vậy thì rút kinh nghiệm lại để mai mốt sửa lại. Như vậy thì cái người này gọi là mình sống có ý thức rồi. Nhưng mà có người không ý thức. Đã đó bị chê rồi thì bây giờ chê bữa nay ngày mai nói nữa, cũng dẫn cái tật đó. Bởi người ta nói, ta nói mà sinh tử bất sinh tâm, mà sinh ngu vô sinh giác, cha mẹ sinh thân, trời sinh tính. Cái tính nó đã là như vậy rồi thì dù có thầy tổ Phật trời đi nữa mà có dạy cũng không dạy được. Bởi Phật nói tại sao? Phật nói tại sao? Ta là Phật rồi, các ngươi cũng sẽ là Phật. Nhưng mà các ngươi là Phật ở đâu mà tới giờ này chưa thấy ông Phật thứ hai? Nó khổ là nó khổ cái vụ đó. Ông nói là ông nói. Còn bên Cao Đài Ngọc Hoàng cũng nói, thầy là các con là thầy. Nếu các con làm được với thầy thì các con cũng sẽ là thầy. Vậy mà tới ngày nay thì mình thấy giờ có ai mà làm được Ngọc Hoàng Thượng Đế thứ hai? Nó cũng khổ là nó khổ cái chuyện đó nữa. Đó là nó bây giờ. Thành ra những người mà khi bắt đầu họ hay nói cũng như tôi nói, là tôi hay sợ việc đúng sai. Nên thích nói. Thích nói. Thích nói là để thứ nhất để coi người ta bình luận mình như thế nào, rồi người ta nghe người ta cảm nhận như thế nào, rồi người ta khen mình hay người ta chê đó. Vậy là à, đó để vậy rút kinh nghiệm. Thì cái đó là cũng còn có những người ý thức. Còn có những người ấy không có ý thức, rồi học đâu không biết bơi, nghĩ là mình có tài, đem lên thao thao bất tuyệt rồi dẫn chương trình này, dẫn chương trình kia đủ thứ chuyện. Đó vậy thì mình nói cái tài nó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi có tài mà thiếu đức, người ta bình luận, người ta nói cái này nó xài, thấy chưa, rồi xong đó. Thì tôi thì tôi bị hoài, tôi rút kinh nghiệm tôi biết. Mình rút kinh nghiệm mà tôi bị hoài, tôi nói đúng cũng bị sai. Có những tôi nói đúng đó mà cũng bị sai nữa. Rồi tôi nói sai mà cái ông kia ông nói bậy đó mà ông người ta cho là đúng. Người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh ào ào mới hay. Cái chuyện nó mới là lạ. Thì mình thấy những cái việc có những vậy, có khi nói đúng mà sai, còn cái ông kia nói sai mà lại là đúng. Là nó có nhiệt vậy thôi, mình thấy cái đó là cái gì? Gọi là người ta gọi là cái gì? Gọi là cái sự tương thân tương ái. Nói gì tại sao tương thân tương ái? Bây giờ nó dụ mà tôi là chỉ cần nói giờ bây giờ tôi khen anh là anh cái tôn giáo này tôi khen. Thấy chưa? Thì tự nhiên nguyên một cái tôn giáo này nữa họ đề xuất của ông này tốt quá. Vậy thôi, mà lỡ tôi có bình luận tôi chia ông này cũng tào lao. Đó, nó nói chuyện đó mà thấy không, thành ra không có được. Thành ra tôi nói ví dụ như ở trong nhà mình, ví dụ như bây giờ cái anh mà bên đảo mà Cao Đài nói ví dụ anh Cao Đài, cái ông Cao Đài này ông lên đứng mấy ông mà bình luận vô trời luôn, Quỳnh nói nghe hay quá,
Nhưng mà mấy cái đạo khác người ta nghe, người ta bình luận, người ta nói hôm nay mà chưa hay. Thấy không? Vậy thì những hay đó là bị trong đồng đạo họ khen. À bên nào cũng vậy, thành ra đạo nào nấy binh. Đó, nấy binh. Vậy thì bây giờ mình nói một cái chuyện đơn giản vậy thôi. Mỗi ngày mình lên giảng, mình nói tình thương này thương kia. Thương ở đâu? Mà cái này phải căng rồi á, bây giờ thương ở đâu? Tôi mới nói động chút xíu, chưa gì hết anh chửi tôi rồi. Anh nói tôi là phàm phu tục tử, anh nói tôi là già này già kia, anh nói này nọ kia, anh thương cái gì vậy? Anh thương là anh nói vậy nè, ông ai ơi, bây giờ ông chưa có vô đạo, không hiểu chuyện gì, đâu có mốt ông vô đi, rồi ông hiểu chứ gì hơi đâu, một nói chỉ cho ông hao hơi tổn tướng, đỡ hay không? Ở câu bình luận vậy là tôi nghe vậy tôi có thọ quá. Đằng này bình luận, ông già nó không biết cái gì, ông nó xàm. Thấy không? Chuyện vậy nhiều cái việc tu hành mà bình luận chí trời, chuyện vậy mà nó tình thương rồi nói này nói kia. Mà mình nói một cái việc mới ngày hôm qua đứng lên thuyết giảng, đem một cái giáo lý ở bên kinh sách, gọi là cái giáo lý gì, gọi là dùng kinh Pháp Hoa. À, trong quyển kinh Pháp Hoa thì dạy cho mình tu, rồi tu nhân tu đức, rồi tu theo Phật làm này làm kia, rồi biểu dương công đức ở trong cái chuyện mình nói trong kinh, rồi đem một cái đạo nói tình thương bác ái đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái clip bữa nay thì lại không giống như cái clip hôm qua. Cái clip bữa nay nó không giống là cái chỗ này. Tự nhiên rồi cái bây giờ anh nói tình thương này nọ kia, rồi sao tự nhiên mà bữa nay rồi bây giờ nói cái chuyện 14 tháng 10 này nó có chuyện nghĩa là thiên cơ, nước ngập nước lụt, hay là lát nữa rồi bây giờ tới núi sập, rồi bây giờ tới nước nó ngập tới núi ông két, rồi nó núi nó nước mà bây giờ nó ngập lên tới núi ông két rồi, vậy thì bây giờ cái tỉnh An Giang này sống nổi trời, nghe không? Thôi nguy hiểm rồi, mới hôm qua mới nói tốt, bữa nay là nói chi những câu đó, mình thấy dân ta nghe ta sợ hoang mang cái chỗ đó, thì nó sẽ bỏ cái vụ đó đừng có nói. Thế chưa, bây giờ thôi lỡ bữa nay nói tốt rồi mai nói tốt nữa. À bây giờ quý vị tu rồi, mình tu bây giờ mình lấy đức mình tu. Thì bây giờ ví dụ người ta nói cái câu này nè, nghe nó hộp. Hôm qua mình nói là từ bi luôn, thì bữa nay nói tốt luôn. Bây giờ người ta nói mình biết tu biết niệm Phật là đạo đức mình, đạo đức mình có rồi thì phước đức mình thừa. Phước đức mình thừa để chi? Tuổi thọ tăng cao. À, cái này nói cho sách vở để mình sống dai chút, để mình có cái ý thức làm gương để mình dạy lại cho con cháu đời sau, à, nó hiểu được việc này việc kia, thấy không? Để mà mình gây dựng những cái việc mà tốt đẹp gì sao nó có hậu. Vậy thì cái đức của người này bữa nay nói được cái đức mình để dành cái thế hệ ngày sau, thì cái đó là mình nên nói. Không mà tự nhiên mới bữa nay mình nói cái chuyện đức không, ngày mai mình trù cho nước ngập lên chết hết. Vậy thì cái này là nguy hiểm. Cái chết hết rồi lấy ai mà làm cái chuyện nghe đức hạnh nữa. Không nguy hiểm, không được, bỏ vụ đó. Không giới, không giao nói cái vụ mà đức này đức kia mà nước ngập, không được, bỏ đó. Thì đó, thành ra mình nói tới cái vấn đề mà hồi nãy mình nói là bữa nay mình nói đức, mà mai mình nói cái vụ mà vậy là nói mình phân tích để cho nó cái diễn chứng rằng cái vị này chưa có ý thức về vấn đề tài đức, thấy không? Chứ không phải mình nói soi bối ai. Thì bây giờ cái đức là bữa nay như tôi nói vậy, mình nói trong đức từ bi, trong kinh Pháp Hoa hay cái kinh Phật giảng, mình đem tình thương, vậy thì lấy cái tình thương để đạo đức, phiên con cháu, phiên người đời nên làm những cái việc tốt để ngày mai nó có những cái việc tốt nữa, rồi đời kiếp mình sống dai dạy con cháu tốt đẹp. Cái đó là cái gì? Gọi là đức còn đức. Thấy không? Còn bây giờ mà đức mà không có tài, tài mà không có đức nữa. Thì nói giờ tới tài không có đức, rồi bữa nay chú nói cái vụ đức đó. Tài đó, đức đó, mình nói gì? Rồi bây giờ chú đem cái tài ra để mình nghĩ rằng mình có ăn học, mình hiểu biết là mình có tài rồi. À, lận, nhưng mà tự nhiên là nói những cái điều nó hơi không phù hợp trong cuộc sống người ta. Thì như vậy là mình đang bị thiếu đức mà mình không hay. Đó là những cái tài mà thiếu đức là như vậy đó, là chú thấy không? Đó thành ra cái câu có tài mà mình có đức rồi, thì khi mình dùng những cái văn biện hay mình dùng những cái bất cứ những cái việc gì
thì cái câu đầu có đức, câu sau phải có đức. Thì như vậy đó là cái đức nó mới gọi là mình có tài đức. Đó, cái văn tự lưu loát, mình đem những cái sự hiểu biết triết lý thì mình dùng những cái đức trước sau cũng phải nói đức. Nói điều tốt không có sao nói điều xấu. Thì cái chuyện đó nó mới hợp lệ. Mà bây giờ ví dụ đầu tiên là mình thương người, mình nói mình thương người, giúp người, đủ suy chuyển khuyến khích người ta làm thiện. Rồi sau đó là mình đem những cái sự hiểu biết ra rồi mình nói những cái chuyện đâu đâu không? Để cho người ta hoang mang, người ta sợ sệt, thấy không? Rồi thấy cái đó là nó nguy hiểm, thiếu đức. Người ta nói tài thiếu đức là vậy đó, vậy thôi chứ đâu có chuyện gì đâu. Thành ra mình phân tách cái việc tài đức nghe chơi. Thấy không? Mà lỡ ai có làm thì người ta thấy thì ta mai mốt người ta cảnh tỉnh bản thân mình, bỏ mấy chuyện đó đi. Cái đâu có việc gì đâu, chuyện nó không có quan trọng gì, mình đâu có nói gì. Còn đức mà thiếu tài, đức mà thiếu tài như là đâu nói vậy đó. Cái việc mình quay lợi là mình nói cái chuyện thế gian thì mình nói cái đó nó cũng không phải là sai. Cái việc thế gian có những cái gì nè, có những cái mình nói, có khi ông này nói hoài nó không nghe mà người ta rầy dạy người ta quýnh nó mới nghe. Ở chú thấy cha mẹ mà có nhiều khi dạy con nó không nghe, có được gỡ nó trong công an cho nó đi cải tạo mà đứa con về nó sợ đó. Bị vô đó đâu có ngon ngọt nữa đâu, bây giờ không có nói ngon ngọt nữa, bắt đầu nói hành hạ không đó, rồi bắt đầu nó về nó thấy những cái chuyện nó sợ. Thành ra có những cái đó, có khi mà em bé mà nó khó ngủ người ta đem hù, người ta hù nó, người ta nói mới ngủ đi con, để người ta còn cọp lát nữa nó tới rồi này nọ. Đứa nhỏ nó nghe nó sợ nó ngủ, thì có việc có khi nó cũng đúng, có khi phải đúng. Thì tâm lý xã hội, người ta dùng cái tâm lý xã hội để người ta dùng cái tâm lý xã hội để người ta dạy người này dạy người kia, thì cái đó là cái tâm lý xã hội thôi, mình nói vậy thôi chứ đâu có nói gì. Nhưng mà nó tùy theo cái việc mà thời cuộc mà nói, tùy theo cái việc mình dạy con mà nói chú ơi. Cái mình nói mà mình nói phong long quá thì cũng không nên, nói vậy đó. Mình nói lan tràn quá cũng nên, mình nói vậy đó thì cái việc vậy thì giờ đức với tài rồi giờ còn nói gì nữa trời. Cái như thí dụ như cái người tài rồi người đức có đức nữa thì mình làm sao cho nó cân bằng lại được chú? Giờ cân bằng với tài đức phải không? Cho nó điều hòa đấy. Cái này là tài được cân bằng. Ví dụ như mình cảm thấy mình hiểu biết rồi, thì mình đem cái biết đó để mà mình nói. Mình nói nhưng mà mình nói với cái cánh thích là mình đừng có bao giờ tự phụ. Mình đừng có bao giờ phê phán. Mình đừng có bao giờ gọi là tự cho mình là bậc thầy. Thì cái đó là cái gì? Ví dụ mình đem cái gì lẽ hay lẽ phải để mình nói, để góp ý nhau, xây dựng nhau. Thì cái đó gọi là người ta gọi là quân tử khiêm nhường. Thành ra người quân tử người ta cầu đạo là cầu đức. Thì có khi cái lời nói chú nói tốt ra cũng là có đức. Có đức. Thì bây giờ mình nói bằng cái sự khiêm nhường, bằng một cái sự góp ý, thì cái người này có đức. Thấy không? Còn nếu mình nói ra để tính cách mình giống như là mình muốn làm thầy, rồi muốn dạy đời người ta, là mình coi mình là có tài đó. Nhưng mà bây giờ cái tài này như nãy tôi nói rồi chú, bây giờ chú nói chú có tài được là hơn ai? Nhìn đi, ở Việt Nam mình 100 triệu đó, mình hiểu biết được là hơn ai mới được. Đó, rồi bây giờ mình nói cũng vậy. Cũng như bây giờ trong một cái đạo thì Việt Nam mình tới 16 cái tôn giáo được phát nhân. Ở ngoài đời thì bây giờ mình nói cái việc hiểu biết ở ngoài đời, mình ở Việt Nam mình bây giờ 100 triệu dân, mình biết được là giỏi được hơn bao nhiêu người. Biết được bao nhiêu người, ta nói bá nhân bá bụng. Một khi cái câu nói mình ra nè, cái người kế bên mình có khi họ còn chưa hợp. Chứ đừng có nói chi mà cái người mà kế mà đi chợ khác, đi chỗ khác, đi tỉnh khác. Thành ra cái việc nó nguy hiểm, bữa đó mình nói. Thành ra nghĩa là nếu mà tài đức thì mình mới suy nghĩ. Nói là để nói, sống để sống, mình sống để nói. Để góp ý để nói vậy thôi. Biết cái gì, biết bao nhiêu nói bao nhiêu. Thấy không? Và cái nào không biết thì đừng có nên mò để mà nói. Nói mò là không nên. Mà nói nhất là những cái việc gì mình đã làm qua là hả nói để người ta không bắt lỗi mình. Cũng như mình nói giúp người này giúp người kia, làm thiện này thiện kia, đủ thứ thiện. Nhưng người ta hỏi không có làm chưa mà không nói.
Thấy không? Thì nó bây giờ trước khi mình làm đi rồi mình nói là cái việc đó gọi là tài đức. Đó, cái đức mình là cái gì? Cái tài là mình đã đem ra để mình giúp ích cho xã hội rồi. Mình đã giúp rồi, ta gọi là ta thấy mình có tài năng rồi. Đó thì bây giờ cái đức mình là mình nói rồi, mình có làm rồi mình nói. Để cho người ta thấy rằng cái việc làm phải của mình. Để người khác người ta thấy người ta làm theo. Thấy không? Cho cái xã hội nó có một cái gì tốt để người ta noi gương làm theo cái tốt đẹp của mình. Đó là như vậy là cái tài đức của mình nó có viên mãn. Nói mà không làm thì cái việc đó không được. Nói không làm là không được. Mà làm đi là hả nói. Đó là như vậy nó mới được. Còn quan trọng khi mình nói là mình phải nhớ kỹ lại cái biết của mình được là bao nhiêu. Nhớ vậy. Rồi bây giờ cái biết mình là được bao nhiêu mới được. Rồi đó là cái việc đó. Rồi bây giờ nói cái đức của mình cũng vậy. Mình bố thí là mình bố thí được bao nhiêu. Cái đức độ mình giúp đỡ người ta là mình giúp đỡ được bao nhiêu. Cũng như mà giúp cái tỉnh Tiền Giang cũng đâu có giúp hết cái tỉnh Long An. Thành ra nghĩa là nói cái đức mình rồi mình đem được con chút xíu rồi mình lên rồi mình phe phán, mình nói mình là người có đức có độ, mình biết giúp này giúp kia đủ sức giúp, ví dụ vậy đó. Thì cái chuyện đó nó cũng chưa đúng. Làm thì cứ làm đi, làm hết đâu kể lễ chứ. Giống như mấy bác sĩ ở trong bệnh viện mà chú thấy không, người ta mặc dù ta làm ăn tiền nhưng mà người ta giúp người, người ta cũng nói giúp này giúp kia thôi kể, mà ai bệnh thì sẽ chữa. Bây giờ người nào giúp thì mình cứ giúp thôi. Mình phô trương rùm bén lên đủ số chuyện. Giúp được là bao nhiêu. Rồi từ chuyện đó ta mới nói. Ta nói ông này cũng bằng, cũng phe quá. Chứ chưa, nó có chịu bình luận vậy chứ không có tôi nói chi. Đó, nó làm thính làm bằng chi phe. Đó là có những người ta bình luận ta nói vậy đó. Rồi cái con người nó nói, ông này cũng nói hay, mà ông không làm. Mà đó giờ có thấy không làm đâu, có chuyện gì cũng hay chứ. Mà ông có làm, không có thấy không làm, cũng chỉ muốn làm. Đó, ông này ông giúp được bao nhiêu mà ông lên phê đó mới vậy đó, ta mới có chuyện ta mới nói đó. Thành ra như vậy cuối cùng một cái xã hội này mình đã đi giáp được bao nhiêu đó, thì giờ cái thế gian này nói hoài cũng không có hết. Thấy chưa? Vậy thì bây giờ thôi, giờ mình nói nhiêu đó thôi, bây giờ tới đây thì đúc kết lại thôi, nói với những người mà có tài đức đó. Thì xin chúc họ nữa là đem cái tài đức ra để mình trợ giúp cho xã hội được, được nữa là phồn vinh tấn tới. Đó, nếu mà có tài đức mà song cái bằng cái gì đó song song vậy đó. Thì tốt vậy đó. Mà nó hơi thiếu thì mình ráng làm thêm. Còn ai mà lỡ nghe clip này thôi, giờ chút cái dự vậy thôi. Lỡ năm nay mà nghèo qua năm nhớ giàu lên. Bây giờ lỡ bữa nay nghèo, ngày mai ráng khá lên. Đó, rồi bây giờ vậy thôi, rằng mình giàu có, mình có đầy đủ cái phương tiện để mình lo cho con cháu mình ngày sau nó không có bị thiếu thốn. Đó, rồi thôi chúc toàn thể thứ nhất là được nữa là mạnh khỏe, đầy đủ sức khỏe, rồi tinh tấn trong vấn đề đạo đức. Rồi xong.